Anh hoàng hôn chiều nay nghiêng bóng để lại những nỗi nhớ với đây. Theo thời gian chỉ còn lại trong giấc mơ của ngày hôm qua. Khi tình yêu vào lầm lối trở thành nỗi đau mang hận thù, từng khoảng trống cô đơn xóa đi lời hẹn hôm nào. Cay đắng ngập tràn ký ức trở về trong cơn mưa giá lạnh, đã vui lắm khi cùng với ước mơ con thuyền hạnh phúc. Phút lầm lỡ để rồi nuối tiếc khi nhận ra chẳng còn gì nữa. Buồn vui giờ đây người lành theo những đêm thơ. Muộn màng tình yêu còn mãi và tha thứ cho nhau để những lầm lỗi thâu tháng năm phai mờ. Đi tìm lại mình trong dòng đời lớn tuôn tình hận thù qua những ngày qua rồi cũng sẽ khép lại. Tình với đớn đau đều nguyên trong lòng vẫn như kiếm tìm giấc mơ hôm nào mong mai phía cuối con đường vẫn tìm giấc mơ hôm nào mong mai phía cuối con quan gì tới em, thắc mắc làm gì? Đúng rồi, đúng là không liên quan tới em. Nhưng em là người không liên quan mà còn cảm thấy xót cho cổ. Cổ có nói với anh là đứa bé mất rồi không? Cổ sinh rồi hả? Trời đất, anh thờ ơ đến vậy hả? Cổ không nói cho anh biết là cổ đã sanh rồi sao? Cổ đi sanh mà không nói cho anh biết hả? Thì chắc lúc đó anh bận nên không nghe máy. Cổ gặp biến chứng trong lúc sanh nên không giữ lại được đứa bé. Rồi giờ sao? Bây giờ thì cổ ổn rồi. Cổ nhớ anh. Cổ nói cổ yêu anh thật lòng đó. Hắn nói là sao? Hắn nói hắn là ba của con. Dạ. Rồi hắn nói gì nữa? Ba. Ông nói là ngày xưa ông đi làm ăn xa mà mẹ với lại má hai không có chịu nên bây giờ mới ghét ông như vậy. Còn gì nữa không con? Dạ mẹ, bộ mẹ ghét ông nhiều dữ lắm hả? Dạ không có ghét. Mẹ không có ghét. Mà mẹ thù ông.
Con có biết là ông phá hoại cuộc đời của mẹ hay không vậy? Phá nát tuổi thơ của con, phá hỏng luôn cái tình thương mà má hai dành cho mau. Con biết, con đã hiểu hết tất cả mọi chuyện rồi mẹ. Lâm à, bây giờ mà mẹ không có cho con nhìn hắn, con có giận mẹ không Lâm? Không, con thương mẹ, con thương má hai. Má hai cũng giống như mẹ nè. Má hai thương mẹ lắm. Má hai cũng nhất định là không bao giờ bỏ qua cho cái người đã khiến cho mẹ ra nông nổi như vậy đó con. Con cũng vậy. Con sẽ không tha thứ cho những ai đã khiến cho mẹ và má hai phải đau khổ. Trai của mẹ, mẹ biết là con không có làm điều gì cho mẹ với má hai thất vọng. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ lấy lại công bằng cho mẹ với má hai. Công bằng à? Trên đời này làm gì có công bằng, khó lắm, khó lắm con. Con biết, nhưng con muốn ai đã khiến cho gia đình mình ra nông nổi như thế này thì người đó phải trả giá y như vậy. Kiệt à, qua đây ngồi nói chuyện chút đi. Mẹ nói nhanh thôi. Mẹ bây giờ sống chỉ chờ thần chết gọi. Mẹ, con nghe mẹ nói đã. Bây giờ mà mẹ có chết thì mẹ cũng không hối tiếc một điều gì. Chỉ có một điều mẹ day dứt là không lo lắng được cho con. Tự bản thân con lo được mà mẹ. Tất cả tài khoản của mẹ, mẹ đã chuyển qua tên của con rồi. Con cần gì á thì con cứ dùng. Có chuyện này, mẹ sẽ vắng nhà dài hôm. Mẹ đi đâu? Mẹ đi về quê, có một số việc mẹ cần phải làm. Con ở nhà, đừng có gây gổ với ổng nha. Lo học hành để còn thi cử nữa nha hôn. Con biết rồi mẹ, mẹ đừng có lo. Con đi học về á thì mẹ không có ở nhà, cho nên con phải tự lo cho bản thân mình nha không? Mẹ đi đường cũng cẩn thận nha. Thôi con đi học đi, để trễ. Xin phép mẹ con đi. Ừ. Ông ra đây. Ông tưởng trốn tôi mà được hả? Ra đây. Lại lên. Ra đây. Cô muốn cái gì đây hả? Cô tới đây làm cái gì? Tôi tới kiếm ông chứ làm gì. Đây là chỗ làm việc, cô không được tới đây. Ông lấy quyền gì mà cấm tôi? Tôi đã nói rồi, tôi cấm cô tới đây. Tôi phải tới kiếm ông. Nếu con một kẻ sở khanh lừa tình như ông thì làm gì để giàu có. Ông bà thường nói, ở hiền gặp lành,
ăn ở bất dân thất đức với ông thì làm gì có được cơ ngơi như vậy. Ông lừa biết bao nhiêu đứa con gái như tôi rồi, ông bỏ rơi biết bao nhiêu đứa con rơi rồi hả? Cô đi ra khỏi đây. Tôi không đem làm gì tôi. Cô nói cái gì hả? Đi ra khỏi đây. Tôi không đi thì ông làm gì tôi. Tôi phải cho mọi người ở đây biết ông chủ của mấy người là một kẻ sở khanh. Vụ phải không nghe? Lúc tôi buộc mang và chữa, ông đuổi tôi ra khỏi đường. Ông chủ của mấy người là như vậy đó. Anh ơi, ký giùm cho em á, để em xuất hàng cho khách. Em để đó đi, anh coi mấy cái mặt uống này xong rồi anh ký. Dạ. Cảm ơn em. Có mất ngủ nhưng cũng không sao, anh đừng lo cho em. Anh gọi cho em hoài không được, anh lo lắm. Em chặn số của anh hay là em khóa máy vậy? Em khóa máy tại vì em cũng không có nhiều mối liên hệ, thêm nữa em cũng đâu có đi làm đâu nên không có cần tới điện thoại. Mở máy lại đi em, không liên lạc được với em anh lo lắm. Em không sao, anh đừng lo cho em. Công ty sao rồi anh? Rất là ổn em à. Anh nhận được rất là nhiều hợp đồng của khách hàng anh phải hoàn tất trong tháng này. Em biết anh giỏi lắm mà. Anh cảm ơn em. Về chuyện gì? Vì em đã tin tưởng anh. Công ty này vốn là của anh. Chuyện chỉ có một điều là em không yên tâm thôi. Điều gì? Nè! Cô đi đây! Anh làm gì vậy? Nè! Đi đây. Anh ơi! Anh ơi! Anh về với em đi anh! Em xin anh! Anh về với em đi! Em xin anh! Bây giờ cô muốn cái gì? Cô nói ra đi! Em muốn anh về với em! Không có anh, em chết mất! Được! Cô muốn tiền chứ gì? Tôi sẽ cho cô tiền! Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, đây là lần cuối! Cầm lấy tiền đi. Mà nè, nếu như cô còn quấy nhiễu tôi buộc phải mời công an. Nè, tôi không có cần những đồng tiền bố thí của anh. Nếu như anh không về với tôi chết cho anh coi. Ê, nghe chị. Ê, chị ơi. Ê, chị ơi, chị có sao không? Cứu giùm tôi. Sao ba còn đứng nữa? Đưa người ta đi bệnh viện nhanh lên. Nhanh. Em không muốn vợ anh liên quan đến công ty này. Khi anh là người có gia đình thì tài sản là tài sản chung. Anh ly dị rồi. Cái gì? Sao anh... Em có còn nhớ cái ngày mà anh gặp em để bàn chuyện công ty đó. Cổ đã cho người theo dõi chụp hình anh với em. Nhưng mà thật ra thì trước đó cổ đã biết là anh đã dành khách hàng những hợp đồng về cho công ty của em rồi. Vậy... thủ tục diễn ra cũng nhanh lắm. Anh nhận được quyết định ly hôn trước cái ngày mà em sang tên công ty cho anh đó. Cho nên khi về điều hành công ty, anh là người độc thân. Chị là em yên tâm rồi. Anh xin lỗi em nghe. Anh đã quá hèn nhát. Anh không dám ly dị sớm để cho em phải buồn như vậy. Bây giờ công ty này hoàn toàn là của anh rồi. Em hãy trở về với công ty bất cứ khi nào em muốn nha. Em không có nhiều thời gian.
Em ghé qua thăm anh chút thôi. Em phải đi xa dài hơn. Em đi đâu? Em cũng chưa nói trước được. Thôi, em ghé thăm anh một chút. Giờ em phải đi rồi. My à? Dạ. Cho dù em đi đâu hay làm gì, hãy nhớ rằng anh rất thương em. Giữ gìn sức khỏe nghe em. Hứa với anh một điều, mở máy lại và gọi cho anh bất cứ lúc nào em có thể. Anh không cảm thấy ghê sợ em sao? Tất cả những lỗi lầm này là do anh. Chính anh đã đẩy em vào con đường lầm lỡ. Khi nào em bình tâm lại, hãy trở về với anh bất cứ lúc nào. Anh cũng già rồi. Thời gian mình bên nhau ít nhiều không quan trọng. Quan trọng là anh muốn nắm tay em đi hết con đường này em. Có lẽ ngoài thằng Kiệt ra, anh là người thứ hai yêu thương em. Anh ơi, cô đó sao rồi anh? Cũng may là xe chạy chậm cho nên thắng kịp. Cổ chỉ bị choáng do va chạm mạnh nên ngất xỉu thôi. Khổ ghê vậy đó. Giờ còn nằm trong bệnh viện chờ xét nghiệm kìa. À, cậu cho người vô trong chừng để thay thế thằng bé còn đang ở trỏng. Phiền phức hết sức vậy đó. Mà thằng bé ở trong đó luôn hả anh? Thì cũng phải để người đóng viện phí rồi xét nghiệm này nọ chứ. À, cậu vô đó xem tình hình thế nào. Nếu như cổ muốn á thì kêu người nhà của cổ tới chăm sóc cho cổ. Viện phí mình chịu hết. Dạ. Anh cứ yên tâm, cứ để em lo cho. Ừ. Giải quyết dứt điểm giùm tôi đi. Chứ để cổ tới đây quậy phá hoài. Đàn bà gì đâu mà, da dễ sợ. Dạ, để em gọi thêm một hai đứa nữa vô trong đó xem sao. Ừ, vậy đi. Con thấy trường hợp của ba, con rút kinh nghiệm đi. Đừng có để liên lụy tới đàn bà. Họ không có lòng tự trọng đâu. Ba, bầu cò đó có con với ba. Thì do ba sơ sót. Cậu có bầu để giữ chân ba. Mà con thấy đó, cái chuyện mà phá thai bây giờ là chuyện bình thường. Vậy mà cậu không chịu nghe, cậu không làm. Nhưng mà ba có thương cái cô đó không? Cậu nói cái gì vậy? Đó chỉ là chuyện qua đường của đàn ông thôi. Bởi vì từ trước đến giờ, ba chỉ yêu một người phụ nữ. Đó là mẹ của con. Ba có yêu mẹ con sao? Không lẽ ba nói dối con sao? Nhưng mà chuyện đời phức tạp lắm. Vậy còn cái cô lúc nãy, mà cổ đã sinh con cho ba chưa? Thì nghe đâu là sinh con rồi, mà cũng nghe nói là nó chết rồi. Mà cũng may á, nó chết á, chứ không cổ cứ đem nó ra mà quấy rối ba suốt cuộc đời này luôn á. Đứa nhỏ nó chết mà ba nói là cũng may à? Thì không đúng sao? Ban đầu ba đã nói là ăn bánh trả tiền, đừng để hậu quả về sau. Mà cổ có nghe đâu. À mà thôi, con đừng quan tâm chuyện đó làm cái gì. Ba chỉ nói là con rút kinh nghiệm cho bản thân con. Cả ba cũng vậy nữa. Kể từ đây về sau, ba hứa ba sẽ không bao giờ dính líu tới phụ nữ nữa. Trời ơi, toàn là gặp rắc rối không à. Bây giờ ba đã có con rồi, mối quan tâm hàng đầu của ba là con thôi. À, con,
Dạ. Cái con bé mà hôm bữa xin vào làm, nó sao rồi? Cái cô đó thì làm việc cũng được hơn một tuần rồi ba. Nói chung thì mới đầu thì cũng còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng mà được một cái á, cổ cũng chịu khó học hỏi lắm, con thấy được. Hôm nay cô chuyển xuống xung gỗ rồi, để một lát nữa con xuống dưới kiểm tra xem sao. Sẵn tiện con coi tiến độ thi công của những mẫu hàng mới mà người ta đặt trước đó đã tiến hành tới đâu rồi. Vậy thì ba sẽ cho tài xế đưa con xuống xưởng nha. Thôi khỏi đi ba, con thích tự đi một mình thôi. Cũng được. Tao cũng đi nha ba. Tí từng ước mơ á, nhỏ nhoi vậy mà cũng không được. Bây giờ được vậy rồi á, thiệt tình tí thấy mình hạnh phúc quá đi. Con cũng vậy đó tía. Con có bao giờ mà con nghĩ là cuộc đời con có tía đâu. Đỡ không tía? Quá đã luôn á. Đây nè tía, để con bắp nha. Rồi. Đỡ không tía? Đỡ nhiều lắm. Tía, sao cái bữa mà con tới cái nhà đó lần đầu tiên á, tía nhìn con, cái tía nhận ra liền vậy? Nhận ra liền á là bởi vì con giống má con như đúc vậy đó. Vậy hả tía? Nói giống từ mắt nè, từ mũi, từ miệng, tướng đi, giọng nói nữa, nó giống y vậy thôi. Mà chỉ có điều là... Là sao tía? Gương mặt má con á tươi tắn hơn con nhiều lắm. Má con lúc nào cũng vui, giống như là cái gì đó là hết sức là thánh thiện. Mặt con nếu ngó kỹ thì con già trước tuổi á. Ủa vậy hả tía? Má con mất á vì bị pháo bắn á, năm đó má con cũng hai mấy tuổi gì đó. Dạ. Lúc đó là gái một con, tôi nói trong ngòn con mắt mà. Trời chắc đẹp lắm tía ha. Còn con á, con bao nhiêu tuổi rồi hả? Chưa một lần sinh nở, chỉ vất vả nuôi con người ta thôi. Con héo hắt như vậy. Hả? Đi nói thiệt nghe, không phải nói bậy nghe. Người ta nói đàn bà con gái thì phải có hơi trai nó mới tươi được. Ôi tía, có gì đâu lớn mắc cỡ gì nữa. Tía thấy đằng sau con vậy nó cũng thật thà, nó được á, tánh nó cũng ngay thẳng bộc trực nữa. Được rồi, con cứ tiến tới luôn đi. Nó mà chịu tới là bay tươi lên liền á. Ôi tía ơi, tía ơi, tía nói chuyện này con mắc cỡ rồi. Cỡ gì lớn rồi, mắc cỡ gì nữa. Tại cô mới vô nên cô không có biết. Tụi tôi là dân chuyên nghiệp mà, làm thì chỉ có đẹp hơn thôi, chứ không có xấu hơn bản vẽ bao giờ. Tụi tôi làm việc ở đây từ trước tới giờ chưa có món nào bị hư hết trơn á. Với lại chủ người ta cũng không có kiểm tra hay là giám sát tụi tôi đâu. Không có, em chỉ xem để học hỏi thôi à, chứ không có kiểm tra gì mấy anh đâu. Mấy anh được yêu làm cô thí giám sát để báo cho văn phòng của công ty về tiến độ thi công của những đơn hàng mà khách hàng đã đặt trước đó. Chứ nếu nói về tay nghề á thì không ai qua được các anh đâu. Dạ. Cậu chủ đừng có lo, cái mẫu mới này á tôi thấy thì khó, nhưng mà tôi cũng muốn làm cho nhanh để mình lãnh tiền nữa chứ. Tất nhiên làm nhanh, nhưng mà phải vẫn đảm bảo được chất lượng của sản phẩm. Chứ như những lần trước làm mẫu á bị khách hàng trả về, chắc các anh ở đây ai cũng nhớ mà. Dạ thì cũng có đôi khi. Từ bây giờ không có cái chuyện khách hàng trả sản phẩm về cho công ty của chúng ta nữa. Nếu như mà tôi nghe bất kỳ một sự phản ánh nào từ khách hàng về chất lượng của sản phẩm thì cái nhóm thợ trực tiếp thi công cái đơn hàng đó phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ chi phí cho công ty. Và cô Thúy cô ở đây là để làm nhiệm vụ giám sát để tránh cái tình trạng có lặp lại một lần nữa. Anh yên tâm đi, anh giao cái gì là em sẽ làm rất là đúng cho anh. Em sẽ ở đây em giám sát ha, ai mà làm biến hay là làm ẩu á em sẽ mét với anh liền. Cậu cứ yên tâm đi, ở đây có tụi tôi và không có chuyện gì xảy ra đâu. Thôi, mấy anh cứ làm việc đi. Còn cô, đi với tôi có chuyện muốn nói với cô nè.
Tao thấy nhỏ nó hơi quen quen, mà cả từng nay rồi tao không nhớ gặp nó ở đâu nè. Thôi đi ông ơi, thấy con gái người ta đẹp, cái mặt ông ngơ ngác như một con nai vàng vậy đó. Thiệt á, làm việc đi. Tao nhớ không có ra. Kìa, mới nói có hai thằng lấp ló kìa. Thằng bay làm gì lấp ló thập thụng vậy? Làm cho bay lạ nhà này lắm vậy đó. Muốn vô vô đi. Ông vô đi. Trời ơi, ông kêu vô thì vô đi. Nhưng mà ông vô trước đi. Trời ơi, vô lượt luôn đi. Chạy vô. Thôi vô chứ sao vậy. Ôi, tía kêu vậy vô đi hai cha ơi. Hai ông làm gì vậy? Anh tía. Dạ tía, chị hai. Có chuyện gì nói đại đi, làm như ăn trộm vậy à? Lấp lấp lá lá nữa. Nói đi. Ông nói đi. Ông nói đi. Ông mệt quá. Để tôi nói luôn cho. Có nhiêu đó cũng liếc khoáy hoài. Dạ xin phép tía. Tía cho phép con nói. Nó hỏi con không phép rắc vậy giờ. Muốn nói gì vô nhà nói. Dạ nay đi. Nay làm như là đi hỏi vợ vậy. Vô đây. Trời, lẹ ghê rồi nha. Dạ ngồi đi. Rồi muốn nói gì thì nói đi. Nói đi. Nói trước sợ bước không qua, cho nên tôi với ông Hướng á phải làm cho xong rồi mới dám nói. Nên Hướng lấy ra đi. Lấy gì? Trời đó, ông giận mặt với tôi hả ông Hướng? Quên. Đây là sổ hồng của căn nhà này. Người đứng tên là Nguyễn Thị Ngà. Là ai? Là bà đó. Hôm kỳ mà tía dắt bà đi làm chứng minh nhân dân rồi bà không nhớ hả? Trời đất ơi, vậy là mấy hôm mà hai ông kêu tôi lên quỹ ban ký rồi lăn tay là làm thủ tục mua cái nhà này đó hả? Ừ đúng rồi. Ý cha mẹ ơi, sao chuyện tài định vậy mà lừa tôi vậy? Trời ơi, lừa gì đâu mà lừa. Tụi tôi á, thiệt tình là muốn đem cái gì tốt đẹp đến cho bà, tới gia đình này. Cho nên là tụi tôi mới làm vậy. Đó bà thấy đi, chủ quyền của cái căn nhà này là Nguyễn Thị Ngà, là bà đó. Bà đặt tên cho con là Ngà, có nghĩa là Ngọc Ngà Châu Báu, chứ không phải là Ngà Vui đâu đó nghe. Dạ con biết rồi tía. Sao nhắm làm được không? Thì mọi thứ cũng mới với em lắm, nhưng mà em cũng thích. Nhưng mà tôi hỏi cô á, là cô nhắm có làm được hay không? Dạ được. Nhưng mà anh ơi, hình như á, mấy người trong xưởng á, họ không có thích em giám sát đâu. Mấy người này họ khó chịu với em lắm á. Đã biết người ta không thích mà tại sao nói nhiều quá vậy? Lỡ coi chừng họ trả thù thì sao? Thân cô con gái một mình ở dưới xưởng à. Tại vì lần nào á, em cũng nghĩ là anh đang ở cái bên em hết. Nếu mà em bị chuyện gì á hả, thì chắc chắn là mấy người thôi, đó thôi, sẽ... Thôi. Cô làm ơn đừng có nghĩ tới cái chuyện giết người hay là hai người ở đây giùm tôi đi. Anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao mà em đi giết người, em làm sát thủ chi? Rồi em đi vô tù em ở, coi như là uổng đời trinh nữ rồi. Hỏi cần cô phải quảng cáo. Mà làm cái gì á, thì cũng phải suy nghĩ kỹ càng trước sau nghe chưa? Cô phải tự giữ lấy thân trước cái đám thanh niên thô thiển ngoài đó. Dù gì thì họ không là thợ thầy, họ sống bằng bản năng chứ không phải là họ sống bằng lý trí đâu. Trời ơi, thì em cũng vậy thôi chứ có hơn gì đâu, có gì đâu ngán. Nói chung thì lúc trước không có giám sát nên họ cũng làm ẩu. Những sản phẩm của công ty chúng ta thường hay bị khách hàng trả lại. Và lần này là mình phải siết vô kỷ luật. Nhiều khi họ chưa có quen nên họ cảm thấy khó chịu. Mình phải vừa làm vừa kiểm tra, rồi lâu lâu hay là thỉnh thoảng gì á, mình phải giải thích cho họ hiểu. Đó là trách nhiệm của họ. Cái thu nhập của họ sẽ gắn liền với chất lượng của sản phẩm. Dạ. Từ từ cũng tốt hết à. Dạ. Vậy em được nhận vô làm luôn chứ anh? Cái đó thì... Nhưng mà cô vô công ty này á, là để làm một chuyện khác. Thì bây giờ anh muốn em làm gì em cũng chịu hết á, em làm được hết. Thôi nha. Tôi không cần cái chuyện mà nhiều kinh nghiệm của cô đâu à nghe. Hỏi anh ơi, mấy cái kinh nghiệm của em toàn lý thuyết không mà, chứ còn thực hành em đâu có thực hành với ai đâu. Thôi khỏi, tôi không phải là cái vật thí nghiệm của cô để cô thực hành. Cô cứ lo làm tốt công việc của mình đi.
Còn cái chuyện khác á, để khi nào thuận tiện thì tôi sẽ nói cho cô biết. Dạ, biết rồi. Vậy là từ bây giờ trở đi tôi không có đi mướn nhà nữa. Đúng rồi, bây giờ bà đi buôn bán nhiều, bà để dành nhiều á, bà cứ để dành đó, bà lo cho chi phí trong gia đình thôi. Trong đó có tôi nữa đó nha. Ông khỏi phải lo đi. Ba cái chuyện ăn uống ăn mãi ngoài đường tôi còn cho được, huống hồ chi là ông à. Bà vô duyên vừa phải thôi nha. Không lẽ bà coi tôi giống như mấy người đó sao? Không lẽ tôi về đi ăn xin tình thương của bà hả? Ai nghĩ vậy đâu. Không có ai xin xỏ ai hết. Sau này có nhiều tôi giao hết cho mình đó. Nhớ nha. Nhớ, nhớ mà. Khỏi phải thề hứa gì hết. Tía ơi, Tía, con có nhà rồi Tía ơi. Ủa mà hồi nãy ai nói ông hay là ông này trả tiền nhà này vậy? Dạ hai đứa hùng với nhau luôn chị. Hai đứa cưa đôi. Cưa đôi? Ừ. Hai ông giàu dữ gì đó hả? Ôi ba cái lẻ tẻ nhầm trò gì bà ơi. Thằng thì chạy xe ba gác lòi con trê luôn, thằng thì sửa điện tử muốn cúp xương sống, vậy mà cũng dành dụm có tiền để mà mua nhà được. Hàng bay ba công giận dỗi nghe. Tía đừng coi thường con nha. Chưa đâu, cái chuyện nhà này là chưa phải quan trọng đâu, còn một cái phần quan trọng hơn nữa nè. Cái gì vậy? Nhưng mà với đàn ông thì còn cái gì quan trọng hơn hết chứ. Cô thôi mấy cái suy nghĩ dớ dẫn của cô được không? Muốn làm việc được ở đây á là trước tiên là phải làm cái công việc giám sát thật tốt đi đã. Dạ em biết rồi. Vô đây làm cai ngục cái gì? Trời ơi là trời. Sao cô nói cô thông minh lắm mà, nói ít hiểu nhiều. Mà tôi chỉ cô làm một đằng, cô lại làm một nẻo là sao? Hay là cô muốn tôi cho cô về mấy cái quán bia ôm đèn mờ của cô nghe? Thôi, em không có về mấy cái chỗ đó nữa đâu. Anh đừng có đưa em về á. Trời đất ơi, anh có biết là khó khăn lắm á là em mới giữ mình được lúc em ở trong đó không? Bây giờ anh đưa em về đó hả, em buồn là em buông luôn á. Cô buông kệ cô, đó là cái chuyện của cô. Cô ra ngoài cũng muốn làm gì cô làm, cô buông đi. Trời đất ơi, đẹp trai mà sao ác dữ trời. Tôi ác lắm. Tránh xa tôi ra đi, đừng làm đây nữa, đi ra kiếm công ty khác mà làm. Thôi, nói giỡn mà. Anh không hiểu con gái gì hết trơn á. Con gái á là nói vậy nhưng mà cái đầu là nghĩ khác. Em nói anh ác có nghĩa là anh hiền. Anh hiền, anh dễ thương. Thôi mình nói chuyện nghiêm túc ha. Cô là cái người cần nghe nghiêm túc á, chứ không phải là tôi là cái người cần nói nghiêm túc đâu. Dạ, anh dạy gì em học hết. Nè, nghe tôi dặn, làm việc ở đây á là phải quan sát để ý thái độ của từng người cho tôi, biết chưa? Mỗi sản phẩm làm ra cô phải xem lại và so sánh nó có đúng với lại cái bản thiết kế ban đầu mà ở trên văn phòng đưa xuống hay là không. Nếu không có gì sai sót á mới được báo về cho công ty, biết chưa? Em biết rồi, anh yên tâm đi, em làm được hết á. Rồi làm việc đi, đừng có chạy ra ngoài trời mà tắm mưa đó. Ôi anh nói tới tắm mưa mới nhớ nha. Em với anh á mà chưa dậy thì là em rủ anh ra ngoài tắm mưa chung với em rồi. Cô đi cô bé hay tưởng tượng. Cô đã qua cái tuổi 18 rồi. Đừng có mơ những cái giấc mơ lãng xẹt nó giúp tôi một cái. Nó đi làm đi. Dạ. Ê trời. Gì à? Cất nhà nữa hả? Đúng rồi chị. Tiền đâu có? Tôi với ổng á đi coi ngày rồi. Thì theo cái tuổi của bà đó thì cái ngày 19 tháng tới nè. Đó là rất là hợp. Rồi trong nhà mình sẵn có thằng Lâm nó làm kiến trúc sư. Đó tôi nhờ nó lên cái bản sơ đồ vẽ cái gì đó tôi không biết ha. Rồi nó tính toán nào là nguyên liệu vật liệu, rồi công cán thợ thầy làm sao. Rồi báo cho tụi tôi biết để tụi tôi biết chừng. Tôi với ông Hướng cũng đã nhắm sơ sơ rồi. Nhưng mà bây giờ đợi thằng Lâm nó ra một cái bản chi tiết đi. Rồi lúc đó mình mần luôn. Đúng rồi, ông nói đúng á Tía. Tía tát đơn cát cho con tỉnh đi Tía. Tía ơi Tía. Tía ơi con vui quá Tía ơi. Trời ơi. Tía ôm con miếng đi Tía. Gì mày? Muốn ôm hả? Tại vì thấy người ta hạnh phúc quá con cũng ghiền.
Muốn ôm mày để tao kêu Đông lên cho mày ôm nghe. Tía đừng kêu Đông tía. Bây giờ mà cổ mà biết con ôm một cái nữa là cổ điên lên là cổ quýnh con chết luôn á tía ơi. Không có, đừng lo, giờ nó hết điên rồi, nó được bán ngoài chợ á. Dạ. Còn cái chuyện á mà nó muốn ôm ai hay không mà tôi không biết à. Dạ. Ủa chị Hai, chị Hai nói vậy có nghĩa là chị Hai không còn giận em nữa hả chị Hai? Thì ban đầu á biết chuyện tôi cũng điên lắm, cũng tại chú làm cho con Đông á nó điên điên dạ dạ vậy suốt hai mươi mấy năm trời rồi còn Lâm nữa. Và chú thấy không, một thân một mình tôi nè, lớp phải lo cho con Đông ở trong bệnh viện rồi lo cho thằng Lâm nó ăn học, chú biết cực lắm không? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại á, chú lúc đó cũng vì hoàn cảnh nghèo quá không có tiền rồi người ta xúi bẩy chú làm, cho nên thì tôi cũng nguôi ngoai. Còn bây giờ nói thiệt với chú nghe, tôi hết sức lo cho con Đông rồi, ai lo cho nó được á tôi cảm ơn à. Chị nếu mà chị nói vậy thì thôi để chị để cho em lo cho Đông nha. Em hứa với chị là em sẽ lo cho Đông hết cuộc đời này luôn để bù lại những lỗi lầm mà em gây ra cho cổ nha. Trời ơi, tụm tớp chưa gì lòi ra cái lòng dạ tính toán của ông rồi, chưa biết người ta có chịu hay không kìa. Thì người ta không chịu thì tôi cũng vẫn đang lo mà. Giờ muốn lo không? Dạ muốn chứ tía. Nếu muốn lo đó thật sự vậy á thì đem trầu cao qua đây rồi nói chuyện lo. Hả? Đem trầu cao hả tía? Tía nói thiệt hả tía? Dạ con đem qua liền. Trời con thương tía quá. Trời ơi tía Chị, có phải chị bảy trà đấy không? Hình như... Dạ, em là My, con của ông Tư Ơn. Chị nhớ em không? Trời ơi, đi lâu quá rồi, bây giờ mới về đó hả? Dạ, chị có biết là ba má em giờ nhà đi đâu hay có nghe tin gì không? Em mới ghé qua nhà cũ, nhưng chủ nhà người ta nói là đã mua nhà qua mấy đời rồi, cho nên không có thông tin ba má em dọn nhà đi đâu hết. Cô còn không biết nhà ba má cô ở đâu, làm sao họ biết được? Dạ, cũng do lỗi của em nên em bị đày đi biệt xứ. Bây giờ em mới quay về để tìm ba má em nè. Chà chà, hồi xưa á, cái lỗi chữa quan á, nó lớn lắm. Có khi á, phải cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông á. Còn bây giờ á, chữa quan á, thì chuyện nhỏ á. Cô cũng đừng có bâng khuâng á, hối hận gì hết nghe không cô? Dạ. Với anh Nam đi đâu rồi ta? Ba. Ủa con? Dạ. Hôm nay nghỉ trưa ít quá, con cũng không tiện về nhà nên con tranh thủ ghé qua công ty luôn. Hả? Vậy vô phòng ba nghỉ đi. Dạ. Cứ tự nhiên nghe. Ba. Hả? Có ai gửi mail cho ba á, lúc nãy con tính vô coi thì ba ra. Vậy hả? Dạ. Ba kiểm tra lại đi. Nếu như mà là đơn hàng của khách đặt á, thì để một lát nữa con xuống xưởng, con báo lại với thợ luôn. Ừ, để ba xem. Dạ. Alo, Thủ Nam. Lên đây gặp tôi gấp.
Chị ơi, cho tôi hỏi thăm chút à. Chị hỏi thăm gì chị? Nga phải không? Nga, tôi là Nga. Nhận ra tôi không? My. Trời ơi, My, dáng My. Đúng rồi. Trời ơi, con nhỏ mà đẹp gái, coi vậy giàu sang chảnh nhất lớp nè, đúng không? Đúng rồi, khỏe không? Khỏe nè. Đi đi, vô vô đây ngồi chơi. Bà uống gì không? Tôi làm cho bà nha. Thôi, được rồi, tôi không uống gì đâu. Ngồi đây nói chuyện đi. Chắc bà thấy tôi bại rạc lắm đúng không? Dù gì cũng tốt nghiệp cái bằng đại học như ai kia mà bây giờ tôi phải về bán nước sống qua ngày. Có gì đâu, thời buổi này á, cử nhân tiến sĩ bỏ nghề đi buôn này bán kia đầy rẫy ra đó, có gì đâu mà bà mặc cảm, cũng do số trời hết à. Trời, số trời số phận gì bà ơi, chẳng qua do thời thế thôi. Việc làm dạo này thì ít mà hả, người xin đi làm thì nhiều. Muốn có một công việc đàng hoàng á mà mình phải hả chạy chọt lo lót rồi này kia mới có được, với lại mình cũng chả con ông cháu cha gì, chỉ là dân bình dân bình thường thôi, cho nên chấp nhận số phận đó mà. Nhưng miễn sao á mình sống no ấm hạnh phúc là hơn vạn người rồi. Bà sao rồi? Chắc là hả huy hoàng sáng lạng lắm phải không? Dù gì hả cũng là một tiểu thư đại cát và giàu mà xinh đẹp nữa. Nhìn bề ngoài tôi như vậy thôi chứ chắc gì mà tôi sống hạnh phúc thảnh thơi như bà. Bà nè, tôi có vài chuyện tôi muốn hỏi bà. Bà hỏi đi. Anh có chuyện gì vậy? Cậu nhìn em, trời đất ơi, sao cậu để người ta gửi vào email này? Lỡ người khác đọc được thì sao? Dạ xin lỗi anh, em sợ ý, để em nói chuyện lại với bên họ. Cậu nên lưu ý, dặn kỹ người ta, có gửi thì gửi vào địa chỉ riêng của tôi, đừng có gửi vào địa chỉ không công ty, hiểu không? Muốn ở tù cả lũ hả? Dạ em biết rồi anh. Anh em, dạ. May hồi nãy á, thằng Lâm nó chưa có thấy, chứ không á là có chuyện rồi. Cô Lâm thấy anh? Nó thấy tín hiệu thôi, chưa kịp mở ra. Thôi, cậu đi làm việc đi. Mọi việc để tôi lo. Dạ. Nhưng mà anh sợ cậu Lâm biết chuyện làm ăn bí mật của mình á. Tức là anh chưa tin cậu Lâm hả? Tôi đợi khi nào á nó chính thức công nhận tôi là cha và chính thức tiếp nhận công ty này là của nó thì tôi mới chắc chắn tin nó và sẵn sàng buông bỏ hết, sẵn sàng tiết lộ cho nó nhiều mánh khóe để công ty này lại cho nó, hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi. Thôi cậu đi đi. Dạ, em xin phép.